cái gì mà từ hôm bữa tới giờ tôi lướt một chục cái video là đúng một chục cái video ăn quả táo, nhưng mà cho cái nước sốt vào giữa quả như này nè mọi người. Trời, biết sao giờ, không thèm cũng phải thèm nữa, cũng phải làm ăn thử à. Nhưng mà thôi, lỡ thèm rồi bạn coi xong á, bạn cũng thèm luôn đúng không? Cho nên là tát tên đứa mình ghét vô cho nó thèm chung luôn đi, sao để cho nó yên được. Trên mạng cái người ta cắt cái táo á, xong cái khoét cái hộp ra, chứ có khoét được hay không trời. Ui ui, khoét được nè chị. Chị khoét táo được nè. Bỏ nước sốt ở giữa. Khoét quả táo á, nó cũng dễ lắm mọi người. Cứ xoay xoay á, cái đầu muỗng là nó ra trơn. Nhưng mà tôi không biết xoay làm sao mà cho nó đỡ bị phạm vô thịt của quả táo mọi người. Với lại nha, phải hy sinh một cái muỗng nè mọi người, cái muỗng cong vòng luôn. Nước sốt á, tôi sẽ pha nước mắm và đường tỷ lệ 1:1, ớt bột, với lại nhất định phải thêm một muỗng muối tôm Tây Ninh á mọi người, cho nó thơm với đậm đà. Nhưng mà không biết sao nữa, có phải là đường Tây Ninh lúc nào ăn cũng phải thêm một ít muối tôm mới cảm thấy ngon á mọi người. Làm thử một trái ăn trước nha. À, làm thử nhiều trái không cái ăn không được lại bỏ uổng lắm á. Ngon.